cuộc sống của Trang Memo sau khi được trả tự do. Ra tù mà như người nổi tiếng. Phản ứng của con trai khi mẹ trở về. Mẹ mới đi học về hả? Mẹ mới đi học về, mẹ học giỏi lắm, mẹ được về với mẹ nè. Cái trời. vẫn đến ủng hộ như bình thường. Mới đây, video về Nguyễn Xuân Hương Trang, tức Trang Nemo được mãn hạn tù. Theo đó, video này ghi lại cảnh Trang Nemo đeo kính đen, tay cầm túi sách, gương mặt rạng rỡ đi giữa đám đông. Sau đó, người phụ nữ này di chuyển về phía một người đàn ông được cho là chồng của cô. Trên trang cá nhân Trang Nemo xuất hiện dòng trạng thái, vô vàng lời chúc của mọi người dành cho em. Em vui lắm ạ, à, không trả lời tin nhắn hết mọi người đừng giận em nha. Cho em vài ba bữa thích nghi cập nhật tình hình sao ạ. À. Ở dòng trạng thái trước đó, Facebook này cũng đăng tải một đoạn video dài 17 giây ghi lại cảnh Trang mô ngồi trên xe ô tô kèm câu nói xin chào mọi người, mình đã về tới rồi. Phía dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ cảm xúc chúc mừng Trang mô và gia đình. Ngoài ra cũng không ít người bình luận với giọng giễu cợt như ra tù mà như người nổi tiếng, từ khi nào tội phạm ra tù mà như idol giới trẻ vậy. Chưa hết, từ ngày trở về người đẹp dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho con trai. Khi bé Minh thắc mắc về lý do mẹ đã ở đâu những ngày qua, thì cô nàng khéo léo trả lời rằng mình đi học, học giỏi quá nên được thầy cô cho về sớm với con. Nói xong hai mẹ con còn ôm hôn nhau thắm thiết. Trước đó chồng đã lái chiếc siêu xe đi cùng con trai đến đón cô nàng. Trên xe bà chủ shop thời trang liên tục trò chuyện với con sau chuỗi ngày hai mẹ con xa nhau. Ngày trở về người đẹp không chỉ được người thân chào đón, mà còn có các nhân viên làm ùm ven cái shop. Các khách hàng đến hỏi thăm ủng hộ tinh thần, xin chụp ảnh chung và liên tục khen trang đi mô đẹp ra. Cô tiết lộ mình sẽ không livestream bán hàng ngay được vì cô nàng muốn nghỉ ngơi cùng chăm sóc cho gia đình và con trai một thời gian. Cộng đồng mạng cũng hy vọng rằng 6 tháng qua đủ dài để thay đổi được người đẹp. Cô cũng đã có thời gian nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận những lỗi lầm mình gây ra và hành xử đúng mực hơn trong tương lai. Hy vọng cô nàng sẽ không sơ hở là to tiếng hay ai đụng chị là chị trụng như những ngày trước trước đó. Trang Nibo đã tự nguyện thi hành án tại một nhà tạm giữ công an quận 10 tại thành phố Hồ Chí Minh về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nibo tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh online, Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết. Chiều ngày 16 tháng 1 năm 2022, chị My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo ở quận 1. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài. Trong quá trình nói chuyện, Khanh có lời lẽ bên vực My rồi xảy ra cự cãi với nhóm đối phương. Khanh sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang, lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương, phải nhập viện, kết quả chẩn đoán thương tích 3% vụ việc được phía trang đi mô livestream hàng trăm người kéo đến cửa hàng xem gây náo loạn một đoạn đường nguyễn trãi công an sau đó mời những người liên quan về trụ sở làm việc